Các bạn thân mến, hôm nay chúng tôi đi thăm một cái khu danh lam thắng cảnh nổi tiếng ở khu vực Quảng Nam Đà Nẵng, đó là Ngũ Hành Sơn. Ngũ Hành Sơn là một cái quần thể gồm có 5 ngọn núi đá vôi mọc nhô lên trên cái bãi cát ven biển ở gần cái bãi biển non nước, cho nên Ngũ Hành Sơn còn gọi là núi non nước. Ngũ Hành Sơn thì gồm có 5 ngọn núi đá vôi và đặt tên theo ngũ hành, đó là Kim Sơn, Mộc Sơn, Thủy Sơn, Hỏa Sơn và Thổ Sơn. Ngũ Hành Sơn nằm ở giữa tuyến đường giữa Đà Nẵng và Hội An, cách thành phố Đà Nẵng khoảng chừng 8 cây số. Do có một cái vị trí địa lý đặc biệt và cái hệ thống giao thông cũng thuận lợi, cho nên Ngũ Hành Sơn là một cái điểm tham quan không thể thiếu đối với những du khách khi đến khi đi du lịch ở Đà Nẵng hoặc ở Hội An. Chính vì cái sự kỳ vĩ và đặc biệt của cái cụm danh thắng này, cho nên là Ngũ Hành Sơn đã được Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch ra quyết định công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia vào năm 1990. Trong 5 ngọn núi Ngũ Hành Sơn này thì Thủy Sơn là ngọn núi cao nhất và đẹp nhất. Thủy Sơn cao 106m. Và nơi đây có nhiều ngôi chùa cổ, có nhiều hang động, cho nên được du khách đặc biệt yêu thích. Đến với lại Thủy Sơn thì đầu tiên chúng ta có thể gặp một cái ngôi chùa, đó là chùa Linh Ứng. Chùa Linh Ứng được xây dựng từ thời vua Minh Mạng năm 1825 và sau này cũng được trùng tu nhiều lần. Các bạn cũng có thể biết là ở khu vực Quảng Nam Đà Nẵng có đến 3 ngôi chùa mang tên là chùa Linh Ứng. Đó là chùa Linh Ứng trên ngọn Thủy Sơn của Ngũ Hành Sơn, một ngôi chùa Linh Ứng ở trên đỉnh núi Bà Nà, và một ngôi chùa Linh Ứng khác trên bán đảo Sơn Trà của thành phố Đà Nẵng. Ở phía trên đỉnh Thủy Sơn còn có một ngôi chùa cổ, đó là chùa Tam Thai. Ngôi chùa được xây dựng từ năm 1630. Ngôi chùa này đã được trùng tu xây dựng lại vào những năm 1946 và năm 1975. Tuy nhiên ở đây chúng ta vẫn còn gặp lại một số các cái di tích cổ, như là những cái cổng chùa cổ. Đặc biệt ở đây, nơi đây chúng ta còn bắt gặp một cái cây gọi là cây di sản quốc gia ở ngay chỗ khu vực chùa Tam Thai này. Ở ngọn Thủy Sơn còn có một số cái hang động có cái cảnh quan thiên nhiên rất là kỳ vĩ, như là động Huyền Không, động Âm Phủ hoặc là động Hoa Nghiêm. Khi mà du khách đến tham quan cụm di tích Ngũ Hành Sơn thì thường là tham quan đỉnh Thủy Sơn. Nơi đây cũng có rất nhiều du khách nước ngoài cũng đến tham quan cái danh lam thắng cảnh này. Và khi chúng tôi đi tham quan thành phố Đà Nẵng thì chúng tôi cũng chọn tham quan cái đỉnh Thủy Sơn. Vâng, mời các bạn cùng chúng tôi tham quan đỉnh Thủy Sơn và chiêm ngưỡng nét đẹp thiên nhiên hùng vĩ của cụm danh thắng cấp quốc gia này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Rất mong gặp lại các bạn ở các video sau. Thân ái kính chào tạm biệt.
Thank you.